Lâu lắm mình không lên cái khu này rồi. Nghe nói con gái ở cái khu này, nhà con gái gấu cao. Mình nhớ nào ghen nóc. Màu trắng. Nhà nào ấy nhở. Giờ ở đây nhiều nhà thật đấy. Sao cái lại chuối mệt thế nhỉ. Thế để ở nhà đi. Không biết lên có thấy nhà không mà sao chuối mang theo làm gì đây. Nhà. À mình nhớ ra rồi. Mình nhớ con gái bảo nhà con gái gần cái cột điện. À cột điện đây rồi. Sao cột điện ở giữa hai cái nhà nhỉ. Nhà này à. Rồi đúng cái nhà này rồi. Đấy mình có lại chuối từ dưới quê lên. Đây là cháu mà con mình ơi. À rồi. Nhà có chó không nhỉ. Có chó không đây. Chó ơi. Chắc là không có chó rồi. Bố đây. Bố lên đây bao giờ mà không báo con để con ra đón. Bố vừa mới lên thôi. Bố vừa mới lên đây thôi. Bố lên đây tạo bất ngờ cho con mà. Bố lên đây. Ôi, lâu lắm không về quê gặp bố rồi đấy. Nào này, bố thế nào rồi, có khỏe không? Bố vẫn khỏe. Khỏe bố đi thử vòng vòng nó có xem nào. Bố nhớ ớt thế nào. Sao lại không vào nhà hả con? Bố đi thử đi. Đây. Vòng có xem nào. Đấy, bố vẫn khỏe mà. Con thấy bố đi chậm chạp lắm. Ừ, đi lúc từ bố đi từ nhà đi cũng nhanh lắm đấy. Mà đi đến đây thì cũng chậm dần rồi. Đi như này cũng ghê lắm rồi đấy. Đi tận 300 cây cơ mà. Ui dồi ôi, bố đi mệt đấy á. Lần sau bố đi thì nhớ bảo con đón nha. Đi vào nhà bố ơi. Ừ, đi vào nhà thôi. Thế cháu Hằng rồi con. Hằng ơi. Đây, bố ngồi đây. Ở đây. Hằng ơi, ông ngoài chơi này con ơi, Hằng ơi. Dạ. Ừ, cháu đấy à. Ông. Cháu. Chào ông ạ. Cháu ăn gì mà lớn đấy. Lớn hơn cả mẹ rồi. Lớn hơn con cả ông rồi đấy. Thôi ông lên đây chơi thì ông có ít quả cho cháu. Đây dạ. Ông qua lại chuối ở dưới quê mang lên. Wow. Đây, chuối này còn xanh tí. Cháu cho vào thùng gạo giấm tí mai chín ăn ngọt lắm cháu ạ. À đây còn quả bóng này nữa. Quả bóng này đứt dây rồi cháu ạ. Ông đi dọc đường chó đuổi hay ông chạy nó cắm đứt dây rồi. Cháu ôm mới chơi tạm nhá. Đấy. Thôi mẹ nó cầm chuối kia giấm để mai chín ăn. Thế thôi hả ông. Không thì xẹp tí thôi, chó cắn may cũng ông buộc lại con này rồi đấy. May ông chạy nhanh hơn chó đấy cháu ạ. Vẫn chơi tốt cháu ạ. Ông buộc vào rồi, chắc rồi, đấy. Ui, bóng này còn bóng xịt nữa. Mà cháu lớn rồi, giờ cháu không chơi mấy quả bóng may này nữa đâu. Ô, cháu không định lắm cơ mà. Đi chợ suốt ngày bắt ông mua quả này cơ mà. Hằng, cô không được nói với ông như thế. Mới cả, ông phải mua quả kiwi hay quả việt quất gì chứ. Một quả chuối này cháu không thèm ăn đâu. Quả kiwi là quả gì cháu? Quả kiwi. Kiwi, việt quất, cherry, strawberry nữa. Ta là quả gì vậy? Ở dưới quê của ông làm gì quả này? Hằng, con không được như thế. Quả ông mang cho là tốt lắm rồi. Nhưng mà con không thích đâu. Mẹ thích ăn quả đấy thì mẹ đi mà ăn. Còn không thích ăn mấy quả như thế nữa đâu. Mấy quả dưới quê không thích đâu. Thế đồ chơi cháu. Giờ cháu không chơi này rồi. Đây này, cháu chơi Squishy này. Ông nhìn thấy quả táo khổng lồ chưa? Ừ. Ăn được không cháu? Không ạ. Đây đồ chơi mà ông. Đây đồ chơi Squishy. Đây này. Đấy, giờ cháu chỉ chơi những cái đồ chơi mà nó như này thôi. Thôi, cháu đi vào trong đây. Ông đi đường xa rồi nghỉ ngơi đi ông nhá. Ừ, thế thôi cháu vào phòng đi nhá. Ơ, Hằng. Ừ, con ơi, cất đồ chơi cho cháu đi. Lúc nào cháu chơi thì chơi. Vâng, bố ạ. Bố ngồi, bố nghỉ. Con vào rót cốc nước bố uống. Nè, bây giờ mình sẽ chơi trò lắp ráp xe cẩu. Tháo ốc ra. Ơ, cháu. Cháu chơi trò gì mà hay thế. Thôi, ông ngồi chơi với cháu nhá. Nhưng mà ông có biết chơi không? Đây là toàn những đồ chơi xịn đây, ông có biết chơi không? Ui giời, những cái đồ chơi này ngày xưa ông dạy cháu chơi suốt mà. Đây là cái xe ủn này. Còn đây là chiếc xe lu đất này cháu. Ngày xưa ông làm bằng gỗ đây. Nhưng mà cháu không chơi mấy đấy rồi, cháu chơi mấy cái này cơ. Nó có thể lắp ráp được cái này, tháo ra lắp vào được cơ. Thế ông lắp thử nào. Ông cẩn thận làm hỏng của cháu nhá. Ông không là hỏng đâu. Thế rồi còn đây còn hai cái này, cháu cứ tháo hai cái này đi. Không được đâu, hỏng của cháu đấy. Ông chỉ xem cháu thôi. Thôi cháu, ông ngồi xem cũng được. Đây, cháu cái nắp ở này, ở đây này cháu ạ. Đây là nắp ở đây cháu ạ. Ông nó chỉ cháu như vậy chứ. Ôi được rồi, ông ngồi yên xem. Đã xem, cháu xem một con chỉ. Ôi cái xe lu này, cái màu cũng đẹp với cháu nhỉ. Tất nhiên là đẹp rồi ông. Cái xe này xe bố cháu mua từ nước ngoài về mà. Nước ngoài cơ. Vâng. Đẹp đấy. Có nhiều bộ đồ chơi khác nữa cơ, chứ không phải mỗi cái này đâu. Ông thích lắm đúng không? Ừ, ông thích lắp một tí thôi. Đây, ông lắp đi, ông lắp thử xem ông có lắp được không nhá. Bây giờ cháu tháo hết ra rồi này, để xem ông có biết lắp vào không. Ui giời, đơn giản cơ mà. Ông lắp được không? Ừ,
Cháu ngủ ở đâu vậy? Đây rồi. Ông về rồi. Ông. Hả? Ông phá hết đồ chơi của cháu rồi. Cháu không thích chơi với ông đâu. Đang hỏng hết đồ chơi của cháu rồi. Cháu đi ra công tác chơi đã. Trả lại cho cháu. Bây giờ nhá, một là ông ngồi đây, hai là để cháu đi ra kia. Thôi cháu ngồi đây cho mát, để ông này kia ông hóng gió nhá. Sáng sớm tìm cái chổi quét nhà cái nào cho đỡ buồn chân buồn tay. Đây rồi. Bẩn thỉu quá. Con gà gáy te le sang rồi ai ơi. Gà gáy con bố ạ. Bố với hàng ở nhà nhá, để con đi ra chợ mua ít đồ. Ừ con cứ đi đi. Mẹ. Gì con? Con dặn mẹ mấy lần rồi là đi ra chợ mua cho con cái đèn lồng nào sắp đến Trung Thu rồi, đèn lồng siêu to khổng lồ ấy. Mà đèn đẹp nhất nhá, đắt tiền nhất nhá. Ui giời, tiền đâu mà mua? Bảo bố mà mua rồi. Tí mẹ ra chợ không có thôi nhá. Nhưng mà sắp đến Trung Thu rồi mà mẹ nó mua cho con. Bố đi công tác biết khi nào bố mới về. Các bạn có đèn lồng hết tủ. Tí nữa mẹ đi chợ có thì mẹ mua cho con thôi. Mẹ không mua đâu. Thôi cháu, không có gì phải khóc đâu. Cháu đi đèn lồng gì, để ông làm cho, thì ông ra trong vườn ông chặt tre ông làm cho. Này còn đèn lồng con cá này, đèn lồng con ngựa này, đèn lồng con voi này. Đây, wow. Đèn lồng gì để ông làm cho, ông làm hay bị đẹp luôn. Ông à, cũng biết làm đèn lồng á? Ở dưới quê ông là người làm lồng đèn đẹp nhất đấy. Bao nhiêu năm ở dưới quê ông đi làm đèn lồng lúc nào cũng được giải hết. Wow, ông được giải, nhưng mà giải gì ạ ông? Ông được giải khuyến khích để làm nhiều hơn. Nghe cũng lạ đấy nhưng mà nó cứ quê quê ấy. Cháu không thích đâu. Ở dưới quê ai cũng cầm cái đấy cháu à. Nhưng mà trên này không ai cầm. Bây giờ tự dưng cháu cầm á, các bạn chê cháu nhạc quê. Cháu không thích. Mà thôi, ông không phải làm đâu. Tí cháu điện cho bố, cháu đi công tác mua cho cháu luôn. Mà ông làm gì đây? Ông đang quét nhà cho cháu đây. Cần gì phải quét hả ông? Nhà cháu có robot quét nhà mà. Đâu phải quét bằng tay đâu. Ông quét chắc gì đã sạch mà không có robot kia. Ông quét sạch mà, ông quét cho đỡ buồn thêm buồn tay. Nó lại không quay mình mà còn robot nữa rồi. Sao ngày xưa nó thích chơi với mình, thích bắt mình làm những chiếc đèn ông sao các kiểu mà làm nọ làm kia, làm xe đạp, làm xích đu, cái gì cũng đến tay ông. Suốt ngày chơi với ông, ông đi một bước nó đi 10 bước sát sạt mình. Giờ ngồi cạnh nó chơi nó cũng thích chơi với mình, làm đồ cho nó chơi nó cũng không thích. Hay giờ lớn thay đổi thật rồi. Lên chơi với cháu mà cháu lại không chơi với mình, thôi buồn quá. Ấy sạch rồi. Rồi, cái ảnh hồi bé của con Hằng này. Đấy, ngày xưa nhìn nó xinh gái, nó ngoan ngoãn thế này cơ mà. Cái hồi này suốt ngày bám theo ông đây này. Ôi dồi ôi, nhớ cháu mình quá. Hay, đêm nay cháu không chơi với mình. Chắc là ngày hôm nay mình ăn cơm xong về thôi. Buồn quá. Chán quá, cháu rời khám thật sự rồi. Đêm không cho mấy ông gì qua. Hay, chắc là mình đi về thôi. Của mình đâu rồi nhỉ? Ông, cháu Hằng mà chơi Squishy đi à? Ông đang làm gì đấy? Ông đang xem lại cái ảnh của cháu hồi xưa này đấy, nhìn xinh xắn thế này cơ mà, ngoan ngoãn này cơ mà. Thế bây giờ thì như nào ông? Giờ thì cháu vẫn xinh nhưng mà giờ không chơi với ông nữa rồi. Thôi chắc là ông đi về thôi. Thôi cháu cầm làm kỷ niệm nhá. Ông ơi, ông. Hả? Ai bảo là cháu không thích chơi với ông nữa? Cháu có chứ. Bây giờ cháu chơi với ông nhá. Ông đừng có về, ông ở đây chơi với mẹ con cháu đi. Hồi xưa ấy, cháu nhớ là ông có làm nhiều đồ chơi cho cháu lắm. Đúng rồi. Hay là bây giờ ông lại làm đồ chơi cho cháu tiếp đi. Xong hai ông cháu mình chơi. Ờ đúng rồi. Thế cháu thích ông làm cho cái gì nào? Ông làm cho cháu ống hụt đi. Thế rồi thế để ông làm ống hụt cho mấy cả làm thêm cái trống trống đi nhá. Dạ vâng ạ. Wow. Cả chân bắn bi nữa ông nhá. Ừ đi. Cháu nhiều bi lắm. Đi thôi đâu. Thế thì ông không về quê đâu ông nhá. Ủa thế chứ ông sẽ ở trên này chơi với cháu nhá. Mà ông cho cháu xin lỗi nhá. Bởi vì cháu đã vô tâm, không quan tâm đến suy nghĩ của ông. Ông đã lặn lội đường xa lên chơi với cháu. Thế mà cháu lại... Thôi không sao đâu cháu ạ. Cháu nhận ra được rồi. Thôi ông cháu mình đi làm đồ chơi đi. Dạ vâng ạ. Đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nhá. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nhá.